quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Đỗ Thị Hà liên tục gặp trục trặc về điện tại Miss World, tìm được tri kỷ nhiều lần giúp đỡ. Sau khi xuất sắc lọt vào vòng bán kết phần thi tài năng với tiết mục đánh đàn tơ rưng, mới đây Hoa hậu Đỗ Thị Hà tiếp tục bước tiếp vào phần thi Head to Head tại Miss World 2021. Ở thử thách này, Đỗ Thị Hà sẽ có cơ hội thể hiện kỹ năng trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh và chia sẻ về bản thân cũng như về dự án nhân ái mà cô mang đến với cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm nay. Bước vào vòng thi quan trọng, Đỗ Thị Hà chọn mặc một chiếc váy lệch vai màu đỏ với họa tiết được lấy cảm hứng từ hình ảnh trống đồng Đông Sơn. Trên trang cá nhân, nàng hậu hài hước cho biết cô chọn mặc màu đỏ là vì ước mong may mắn sẽ đến với mình. Nhìn rạng rỡ tươi tắn là thế, mấy ai biết được cô gái nhỏ Đỗ Thị Hà của chúng ta đã liên tiếp gặp rắc rối liên quan đến điện trong quá trình tham gia dự thi Miss World. Cụ thể, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã phải mượn dụng cụ chuyển điện từ người bạn cùng phòng là Hoa hậu Mông Cổ để có thể sử dụng đồ làm tóc. Hy vọng trong những ngày tới, nàng hậu sẽ được ban tổ chức hỗ trợ dụng cụ này để cô và bạn cùng phòng không phải dùng chung. Một sự cố không may lại xảy ra do phụ kiện làm tóc của Đỗ Thị Hà bị hỏng nên cô đã được bạn cùng phòng cho mượn để xử lý sự cố. Những tình tiết nhỏ này cũng hứa hẹn cả hai sẽ tạo nên những kỷ niệm mối quan hệ sau khi cuộc thi kết thúc. Trong cái rủi có cái may, chính những tình tiết nhỏ nhỏ như vậy cũng hứa hẹn hai cô gái đáng yêu sẽ tạo ra được một tình bạn đẹp với vô số kỷ niệm không thể quên sau cuộc thi. Biết đâu lại trở thành tri kỷ của nhau, đúng không nào? Không chỉ riêng với người đẹp Mông Cổ, bằng kỹ năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát, Đỗ Thị Hà đã tự tin giao lưu, kết nối và tạo được nhiều kỷ niệm đẹp với các thí sinh khác. Cụ thể, khi vừa đáp xuống sân bay Puerto Rico, Đỗ Thị Hà và các thí sinh đã được ban tổ chức Miss World chào đón một cách rất đặc biệt bằng âm nhạc và dàn vũ công mang đậm không khí truyền thống của quốc gia này. Mặc dù vừa trải qua một hành trình bay rất dài, nhưng Đỗ Thị Hà đã ngay lập tức quên đi mệt mỏi để cùng với các thí sinh hòa mình vào âm nhạc sôi động, gợi nhớ tới những bãi biển tràn ngập nắng và gió. Đại diện Việt Nam cũng nhanh chóng bắt nhịp và thân thiết, tươi cười bên các thí sinh. Các cô gái đều rất hứng khởi và tràn đầy năng lượng khi bước vào cuộc thi năm nay. Sau thời gian dài không thể tổ chức vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Miss World 2021 hiện đã xác nhận được tổ chức tại San Juan, Puerto Rico đúng dịp kỷ niệm lần thứ 70 của cuộc thi. Bên cạnh đó, đương kim Miss World 2019, Tony Anshai sẽ trao lại vương miện cho tân hoa hậu vào đêm chung kết được diễn ra vào ngày 16 tháng 12, 2021. Với sự chuẩn bị chu đáo, hy vọng Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ mang vinh quang về cho Việt Nam tại cuộc thi lần này. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.